Ngọc Lễ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Câu Chuyện Kinh Tế Thường Kỳ của chúng tôi vào thứ Sáu hàng tuần. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chào đón vị khách quen thuộc là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Dạ, xin chào ông Lộc ạ. Dạ vâng, xin chào anh Ngọc Dạ, Lễ ạ. và cảm ơn anh Lộc đã, cảm ơn tiến sĩ, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã đến với chương trình của tôi, chúng ta vào hôm nay. Và sẽ tiếp tục với chủ đề lần trước là về câu chuyện vành đai và con đường mà chúng ta đã bỏ dở lần trước. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bàn về cái tác động của đường vành đai con đường đối với các nước tham gia, trong đó có Việt Nam. Trước khi bắt đầu đó thì tôi cũng xin lỗi quý vị về cái sự bất tiện là chương trình đã bị trễ đến trễ hẹn đó, thì cũng mong quý vị thông cảm là vì có những cái việc bất khả kháng. Thì nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về vành đai con đường cũng như tác động của nó đối với Việt Nam, thì quý vị cũng đã biết là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa rồi cũng có đi tham dự, thì xin quý vị cứ đặt lên trang này và tôi sẽ chuyển cho giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Dạ vâng, để xin bắt đầu đó. Thì thưa giáo sư Lộc đó, thì cách đây đúng một tuần thì Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cái bài diễn văn bế mạc cái hội nghị thượng đỉnh vành đai con đường lần thứ hai đó. Thì ông cái trong cái bài diễn văn này có những gì đáng lưu ý thưa ông? Dạ vâng, thưa bài diễn văn của ông đại đa số nói để đề cập đến cho toàn cầu mà ngay cả cho Hoa Kỳ và cho thế giới. Cái ông Tập Cận Bình muốn nói đây là cái thiện ý của Trung Quốc, không là phải là một bẫy nợ, mà đại đa số cái bài diễn văn của ông lại nói đến, đề cập đến, mặc dầu không nêu danh Hoa Kỳ nhưng mà những điều kiện mà Hoa Kỳ đưa ra để cái điều kiện để mà chấm dứt thương chiến, có nghĩa rằng vành đai con đường không phải là bẫy nợ, vành đai con đường là để giúp bành trướng kinh tế cho khu Á Châu, Trung bên phía Trung Trung Á, qua tới Âu Châu và ngay cả Ấn Độ Dương. Vành đai con đường là không có dùng hệ thống tiền tệ để giúp cho Trung Quốc mà là một cách công bằng, và ông Tập Cận Bình nói rằng vấn đề tham nhũng sẽ là một chuyện không chấp nhận được. Đại đa số nói rằng Trung Quốc sẽ cởi mở, sẽ là một quốc gia, gần như là nói hết đó những cái điều kiện mà Hoa Kỳ nói để khuyến dụ, trong đó có 36 quốc gia lãnh thổ, quốc gia và đại diện của 105 quốc gia thôi anh. Dạ vâng, theo như ông nói thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dường như đang cố gắng thuyết phục các nước đang còn do dự và nghi ngại tham gia vào cái dự án vành đai và con đường của Trung Quốc. Vậy thì theo tôi được biết đó, thì kết thúc cái hội nghị này đó thì không con số được đưa ra là có các dự án được ký kết với trị giá là 64 tỷ đô la. Vậy thì 63 hay 64 gì đó, tôi không chính xác, nhớ Dạ, chính xác. 64, dạ. Dạ, 64 tỷ đô la. Vậy thưa ông thì con số đó có phải là một sự thành công hay không, hay là nó hơi quá khiêm tốn với lại mức độ tham gia của hơn 150 nước và trong đó là có 40, gần 40 nguyên thủ các nước ạ? Dạ vâng, đó là một con số khá khiêm tốn nhưng mà cũng là một cái kết quả tiêu biểu là có những quốc gia tham gia. Một trong những tiêu biểu nhiều nhất là Singapore. Trước đây là nói rằng không tham gia, bây giờ Trung Quốc lại hạ giá cái chương trình đầu tư infrastructure 30% và Singapore đã ký kết. Cái quan trọng đây đó là những cái quốc gia mà từ xưa tới nay đó là đồng minh của Hoa Kỳ rất mạnh đó, lại tham gia trong trong đường vòng đai, một vòng đai, một con đường rất là mạnh. Ví dụ như Nam Hàn, ví dụ như Saudi Arabia, ví dụ như người Israel, đó Do Thái, đó là những quốc gia mà là đồng minh rất là mạnh của Hoa Kỳ, mặc dầu Hoa Kỳ khuyên là không nên tham gia nhưng mà họ tham gia. Dạ vâng, ở đây có một câu hỏi của khán giả đó. Theo như ông nói là có nhiều quốc gia Mỹ đã khuyên là không tham gia nhưng mà vẫn tham gia, tức là họ có thấy có cái lợi ích trong đó đúng không ạ? Và ở đây có một câu hỏi của khán giả tên là Nguyễn Ngọ Thiên đó, cho hỏi là sáng kiến như vậy có lợi như thế nào đối với thế giới ạ? Dạ vâng, nếu thật sự ra cái con đường, cái chương trình một vòng đai một con đường đó mà làm một cách gọi là lương thiện, một cách mà cho nó đúng tiêu chuẩn đó, thì nó có cái tính cách kích thích, kích thích kinh tế. Tại sao? Là tại những quốc gia kém mở mang, họ không có cái hệ thống infrastructure, có nghĩa là đường xá xa lộ và nhất là đường hỏa xa và hải cảng.
và những con đường mà có thể liên hệ với tất cả những xứ lân bang và ngay từ quốc gia họ, ngay cả Pakistan, họ muốn có khả năng đi qua xuất cảng làm ăn với lại Âu Châu và những cái con đường ngay cả về về nhiên liệu nữa. Tuy nhiên mỗi con đường, mỗi cái project phải tùy thuộc vào quốc gia đó, vì tiêu xài trong infrastructure là một con dao hai lưỡi. Nếu bỏ ra cả chục tỷ, cả trăm tỷ hay cả ngàn tỷ đó mà không kích thích được nền kinh tế thì mình chỉ vay một cái nợ khổng lồ, mà có nghĩa rằng mỗi một quốc gia, mà không phải trong quốc gia đó không, mỗi một cái project, mỗi một cái hải cảng, một cái xa lộ phải coi coi đó có phải là cái con đường đúng hay không. Đó là trên phương diện đại cương. Còn nếu coi vào cái phương diện chi tiết từng project đó thì cái nếu mà muốn bành trướng cái hải cảng, cái xa lộ hay là cái quả xa đó, có phải Trung Quốc là cái quốc gia mà mình muốn làm việc, hay là Nhật Bản hay là những quốc gia khác, đó là cái giai đoạn thứ gì? À, dạ vâng, thưa ông, trong cái bài diễn văn của ông Tập Cận Bình đó, trước các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị vành đai con đường thì chúng ta nghe rất nhiều. Ông nói là vành đai con đường này sẽ không có tham nhũng, sẽ rất là minh bạch và sẽ bền vững với môi trường. Thì đó cũng là những cái điều mà các nước quan ngại khi tham dự vào chương trình vành đai con đường này. Thì trong chương trình lần trước chúng ta đã nói về phân tích về cái vấn đề bẫy nợ của Trung Quốc. Thì bây giờ đối với vấn đề mà tham nhũng đó thì cũng là một cái quan ngại của các nước tham gia và dự án vành đai con đường, bởi vì cái sự Trung Quốc có cái sự là không minh bạch khi tham gia các dự án. Vậy thì cái nguy cơ tham nhũng này khi mà nhà thầu Trung Quốc xây dựng các dự án vành đai con đường này có lớn hay không thưa ông? Dạ vâng, cái nguy cơ rất là to lớn thưa anh. Bằng cớ rằng ngay cả trong cái hệ thống, đây là hơi lạc đề một chút, trong hệ thống những cái trường danh tiếng của Hoa Kỳ, dĩ nhiên là bên người dân Hoa Kỳ, những tài tử này là họ cũng tham nhũng khi mà hối lộ vào những đại học danh tiếng. Nhưng mà hai quốc gia mà đưa cái con số tiền đưa tham nhũng trong hệ thống giáo dục lớn nhất là Trung Quốc, chưa kể đến những trường khác. Những quốc gia nào mà có những người lãnh đạo là độc tài và có nghĩa là do quân đội nắm đó, là những quốc gia đó họ tham gia đầu tiên, mặc dầu sau này có nhiều quốc gia tham gia. Cái vấn đề đây á, nó rất khó, là tại cái tham nhũng á, rất khó kiểm soát. Là tại sao? Cái thứ nhất á, là tham nhũng với lãnh tụ trực tiếp, hay là tham nhũng là đưa đút lót cho đến gia đình, vợ con cháu này nọ là khó có thể kiểm soát. Mà nhất là cái hệ thống tiền tệ của những công ty đấu thầu trong cái con đường vòng đai này đó, có phần đầu tư rất lớn của chính phủ của Trung Quốc. Thành ra dầu cho có thiện ý đi nữa, nhưng mà nhìn cái quá khứ không có một cái gì hứa hẹn rằng nó sẽ minh bạch hơn là những gì đã xảy ra trong quá khứ thôi. Dạ vâng, nếu đối với một quốc gia có những cái truyền thống là không minh bạch, vậy thì như ông nói là nguy cơ tham nhũng rất là lớn trong các dự án vành đai con đường. Vậy khi đó thì các nước mà tham gia dự án vành đai con đường đó thì có bị Trung Quốc đưa những cái kỹ thuật công nghệ lạc hậu cũng như đưa công dân của họ vào làm việc trong các dự án, và như vậy thì dẫn đến các chất lượng của dự án thì không được như mong đợi không ạ? À? Dạ vâng, thưa, cái điều đó là rất là quan trọng. Nếu mà tôi nói, thay vì tại vì mỗi một quốc gia đặc thù nó khác nhau, ví dụ Việt Nam là hiện tại họ ước toán là trong thời gian 10 năm nữa họ cần phải 105 tỷ đô la để xây đường xá, xe lửa và một vài cái hải cảng và ngay cả hệ thống điện nữa. Đó thì cái 105 tỷ đô la đó, hay là trên cái phương diện bình duyệt tổng quát cho toàn toàn cái chương trình đầu tư của một vòng đai con đường đó, mình đã thấy rằng những cái project của Trung Quốc làm đại đa số nó rẻ hơn là của Nhật Bản hay Việt Nam, là tại vì họ làm với cái tiêu chuẩn nó không đúng, và một thời gian rất là ngắn là phải sửa chữa hay là hủy bỏ hay là thay thế. Thật ra nếu mà 23.000 tỷ, có nghĩa là 23 trillion dollar đó, mà 26.000 tỷ mà xây cất hết trong vòng 10 năm nữa cho cái khối mà 65 quốc gia đó đó, mà chỉ mỗi một năm mà cái bảo trì đó chừng 10-15%, có nghĩa là mỗi một năm đó chỉ cần bỏ ra bảo trì vì cái sự xây cất nó không có chuẩn đó, 10-15% á, là cái con số nó khổng lồ không thể tưởng tượng được. Thì cái câu hỏi đây đó là xây cái con đường đó, thứ nhất là những hải cảng, những đường xá đó đó có thể xây bởi những quốc gia khác hay không? Nếu mà xây như vậy và 10 năm sau hay 5 năm sau phải thay đổi, mà mỗi một năm phải bảo trì hay là
sửa chữa khoảng 10% thì lấy tiền đâu mà trả trả nếu mà mình kích thích kinh tế không đến mức. Đó là những câu hỏi rất lớn mà người ta phải cần hỏi thôi. Dạ vâng, tức là theo ý ông, tức là các dự án đó nếu mà không tính toán kỹ thì sẽ dẫn đến là không bền vững đúng không? Mà tức là không có ngân sách để bảo trì cũng như không đem đến hiệu quả kinh tế như mong đợi đúng không thưa ông? Dạ vâng, thì đúng như vậy. Tuy nhiên, cái con đường một vòng đai một con đường đó nó rất là béo mở. Ngay cả Philippines thì biết là cái chiều hướng của Philippines thân thiện với Trung Quốc, nhưng mà Nam Hàn là một cái xứ cạnh tranh và trên lịch sử trên truyền thống đều không có tốt đẹp với Trung Quốc, nhưng mà cũng tham gia. Là tại sao? Là tại thấy họ thấy cái con đường nó quéo mở mà những quốc gia bạn họ tham gia thì họ không tham gia thì họ thấy họ đứng bên ngoài lề. Họ chỉ tham gia với một cái hứa hẹn rằng chúng tôi sẽ công bằng khi đấu thầu những cái con đường đó, ví dụ xây một cái hải cảng, xây một cái hệ thống đường hỏa sao cao tốc, hay là mở mang một cái điện lực hay là thủy điện gì đó. Tất cả những cái chương trình đó đó, nếu mà đấu thầu đó thì làm sao cái quốc gia gọi là chủ quốc gia nhà đó, công nhân đấu thầu, công ty đấu thầu có thể đấu thầu để cạnh tranh, để giật cái mối thầu đó với Trung Quốc, khi những quốc doanh của Trung Quốc thứ nhất là nó khổng lồ, thứ nhì nữa là 10 tới ít lắm 20% là sở hữu của chính phủ Trung Quốc, chưa kể đến là hệ thống tiền tệ có thể thay đổi nữa. Thành ra gần như những cái quan ngại mà Âu Châu hay thế giới cho thấy rằng xây con đường đó chủ nợ là quốc gia nhà, nhưng mà khi đấu thầu đó thì trên phương diện thắng thầu đó gần như là chắc chắn là những cái công ty quốc hữu danh của Trung Quốc hay là đầu tư rất nặng của Trung Quốc sẽ thắng thầu, và người dân Trung Quốc sẽ là người được sử dụng trong cái chương trình xây cất đó thôi. À, dạ vâng, tôi cũng xin nhắc quý vị là nếu quý vị có câu hỏi nào về vành đai con đường và tác động của nó đối với Việt Nam thì xin quý vị đặt câu hỏi tôi chuyển đến cho giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc trả lời cho quý vị. Và thưa ông, như chúng ta đã biết đó thì sự phát triển của Trung Quốc trong những năm qua đó là đã gây đến những cái thảm họa về môi trường ở chính Trung Quốc như là thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải bị khói mù. Vậy thì người ta cũng lo rằng đó khi mà với cái sự mà phát triển ở cái chuẩn mực thấp của Trung Quốc như vậy mà đem xuất khẩu ra các thế giới đó thì ở các dự án nó cũng dẫn đến những cái thảm họa về môi trường như các nước sở tại. Nhưng mà ông Tập Cận Bình đã nói là trấn an các nước rằng là dự án chúng tôi sẽ rất bền vững về môi trường. Vậy thì chúng ta có thể tin vào cái lời hứa của ông Tập Cận Bình hay không ạ? À? Trên thế giới, với cái vị trí chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và với cá nhân tôi, câu trả lời rất rõ ràng là không, không thể tin tưởng, vì mình chỉ tin tưởng trên trên những dữ kiện xưa đây. Nhìn vào quá trình là một chuyện, quá trình không có. Vì nhìn vào những cái hệ thống thay đổi, chưa có thấy hệ thống nào thay đổi, và luật pháp và luật lệ không có gì để chứng minh ngoại trừ một lời hứa suông. Nhìn vào quốc gia nhà của Trung Quốc, trên 65 thành phố lớn của Trung Quốc được coi là đe dọa, có nghĩa là giảm thọ cho dân số trên phương diện ô nhiễm môi trường, không khí, nước và đất đai của họ. Thành ra nếu mà cái con đường này theo cái hệ thống xây cất của Trung Quốc, sẽ chắc chắn rằng với cái sự đấu thầu do công ty Trung Quốc nắm giữ thì cái hiểm họa về ô nhiễm nó lại càng gia tăng, đưa trang là lan tràn ra những cái quốc gia trong trong ba 4 tỷ người. Trong 65 quốc gia đó họ ước tính rằng khoảng 4 tỷ người dính líu vào cái chương trình này thôi. Dạ vâng. Thế vậy còn mà khi mà tham gia vào các dự án này đó ký hợp đồng với các nhà thầu Trung Quốc thì các nhà thầu Trung Quốc phải đưa công nhân của họ qua những cái nước sở tại để mà làm dự án đó. Thì tại sao không dùng công nhân ở các nước sở tại hay là không ký hợp đồng với một cái nhà xây dựng khác mặc dù vẫn là dùng vốn Trung Quốc thưa ông? Dạ vâng. Những cái chương trình này đó đại đa số đó là được gọi là những cái ngân hàng, nó gọi là Asian Infrastructure Investment Bank, đó là ngân hàng của Trung Quốc họ đứng ra họ tài trợ. Dĩ nhiên là họ có cái lôi kéo những cái ngân hàng khác. Cái cách làm việc của Trung Quốc là cái ngân hàng này do chính phủ Trung Quốc đứng ngoài sau tài trợ cái financing này, cái giá tiền lãi cũng tương đối là rẻ. Tuy nhiên cái điều kiện nó rất là gắt gao. Một vài cái chương trình một vòng đai một con đường đó lúc trước khi Tập Cận Bình họp họp thượng đỉnh kỳ rồi đó, thì những cái gói nợ đó đó bó buộc rất rõ, các anh vay mượn
tiền để xây cất thì phải là do công ty của Trung Quốc xây cất và do người dân của Trung Quốc được đưa vào để sử dụng. Nhưng mà Tập Cận Bình nói họ sẽ thay đổi, họ không làm như vậy nữa. Tuy nhiên, ngay cả trên phương diện gọi là cạnh tranh cái gói đấu thầu đó, tôi nghĩ rằng những cái quốc gia kém mở mang, những cái công ty thầu đó không đủ sức mạnh tài chính để cạnh tranh với những cái tập đoàn khổng lồ Trung Quốc, mà tập đoàn đó lại có sự ủng hộ của chính phủ của Trung Quốc. Đó là cái vấn đề thôi. Dạ vâng, tức là Trung Quốc có mở ra cho các nhà thầu khác, nhưng mà về mặt lý thuyết cũng như thực tế đó thì họ đều hoàn toàn có khả năng để mà thắng thầu thông qua cái sức mạnh của họ, cũng thông qua những cách phương tập quán làm ăn không minh bạch của họ, đúng không ạ? Là đúng vậy, đúng Dạ như vậy. dạ vâng, ở đây đó thì có một câu hỏi, có không phải có một câu hỏi mà một cái ý kiến của một khán giả, hỏi là Trung Quốc sẽ cho các nước vay 64 tỷ đô la Mỹ để xây dựng cơ sở vật chất, thì nhờ đấy hàng hóa Trung Quốc sẽ dễ dàng vận chuyển đến các nước, có đúng như vậy không, thưa ông? Dạ vâng, thưa đúng như vậy. Đây là cái mục đích của một vòng đai một con đường, là nhân công và công ty của Trung Quốc sẽ được sử dụng để xây cất những cái project đó. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa, hàng hóa của Trung Quốc sẽ được luân chuyển rất rất là đi rất xa, mà ngược lại những quốc gia đó sẽ luân chuyển hàng hóa, vì một vòng đai một con đường này đó, nó đi từ Á Châu qua tới Trung Á, cho tới Ấn Độ, cho tới ngay cả Pakistan qua bên Âu Châu, từ Ấn Độ Dương qua bên, bên Thái Bình Dương và qua bên 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 phía bên Âu Châu luôn anh. Nó đi bao gồm 65 quốc gia. Dạ vâng, nhưng mà tôi có thắc mắc là ví dụ bây giờ những nước mà tham gia vào đấy con đường thì có thể hàng hóa họ luân chuyển trên con đường đó, họ có thể sử dụng con đường đó, thế còn những nước không tham gia thì sao? Ví dụ như Nhật Bản hay là các nước châu Âu hay là thậm chí là Hoa Kỳ, họ có được lợi từ cái việc thông thương hàng hóa của Trung Quốc với các nước hay không? Tức là hàng hóa của họ có tham gia được vào con đường thông thương đó hay không, thưa ông? Dạ vâng, những cái phương cách mà xuất cảng từ như là Nhật Bản hay Việt Nam hay là bên những quốc gia khác thì từ xưa đến cổ tới nay cũng như vậy thôi. Hệ thống hải cảng, hệ thống đường xá. Tuy nhiên những quốc gia nghèo đó, họ không có cái hệ thống quả xa mạnh, họ không có cái những hải cảng mạnh. Những quốc gia như Nhật Bản thì họ không cần thiết những cái điều đó. Ngay cả Việt Nam. Việt Nam hiện giờ đó thưa anh là có trên 26 cái thương ước với lại những quốc gia, có nghĩa là free trade agreement, 26 thương ước. 26 này thương ước này đã cho phép Việt Nam buôn bán với gần như toàn cầu với những cái thuế quan rất là rẻ. Cái vấn đề đây là Việt Nam cần phải gọi gọi là maximize cái benefit, có nghĩa là lợi dụng tối đa cái 26 thương ước này để bành trướng thương trường. Hiện tại Việt Nam có cái nhu cầu bành trướng đường xá quả xa, có cái nhu cầu gia tăng điện lực, có nhu cầu gia tăng cái khả năng của hải cảng, nhưng mà Trung Quốc không nhất thiết là cái công ty phải đầu tư. Mặc dầu Việt Nam đã gọi là có một cái thỏa thuận, có nghĩa là đã ký một cái gọi là Memorandum of Understanding, có nghĩa là thông hiểu với nhau, và Việt Nam đã gọi là cho Trung Quốc đầu tư vào những cái con đường quả xa, nhưng mà hoàn toàn đi vào cái con đường một vòng đai con đường, chưa có chính thức đi vào hoàn toàn cái con đường đó. Tôi hy vọng rằng cần phải cẩn trọng, và những cái công ty như là Nhật Bản, những công ty khác họ cũng xây cất tương tự như vậy, và có thể mắc hơn đôi chút, nhưng mà nó bền vững và không bị bó buộc với những cái điều mà bất lợi khi đấu thầu với Trung Quốc thôi. Dạ vâng, như ông nhắc đến Việt Nam thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là đại diện cho phái đoàn Việt Nam tham dự cái hội nghị vừa rồi ở Bắc Kinh á, thì tôi không biết là khi kết thúc hội nghị trong số 64 tỷ đô la đó thì có cái dự án nào mà Trung Quốc ký kết với Việt Nam hay không ạ? À? Theo tôi biết thì những cái hồ sơ tôi có thì không có một cái dự kiến nào được ký kết, nhưng mà có thể sau này mình sẽ biết thêm. 64 tỷ đô la so với một cái gói là 26.000 tỷ thì nó quá nhỏ. Tuy nhiên những cái con đường bành trướng ở ở Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh đó, những con đường xe lửa đó để nối kết với lại Guangxi và Yunnan đó, những cái con đường đó hiện tại là họ đang muốn đưa vào cái con đường một vòng đai để bành trướng đường đường hỏa xa và xe lửa thôi. À, dạ vâng,
Thì như ông nói đó, thì như nãy ông nói là cảnh 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 báo về Việt Nam là không nên tham gia vào những dự án vành đai con đường này đó, bởi vì có những cái rủi ro của nó. Nhưng mà chúng ta cũng biết là Việt Nam một nước đang phát triển, rất cần vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng. Thì khi có một nguồn vốn lớn như vậy sẵn sàng tiếp cho Việt Nam mà Việt Nam không tiếp nhận thì có phải là mất đi thời cơ để mà xây dựng cơ sở hạ tầng để mà phát triển hay không ạ? Và nếu mà mất thời cơ đó thì Việt Nam có thể dùng tìm cái nguồn vốn nào để thay thế, thưa ông? Thực tế hiện tại thì giàu muốn giàu không đó, Việt Nam đã tham gia vào cái chương trình một vòng đai một phần nào, mặc dầu chưa đi hết. Cái quan trọng đây đó là Việt Nam hãy theo cái đường lối của Singapore, Malaysia, là bằng cách phải rất là thận trọng để mà gọi là điều đình với những cái project đó. Một vài cái project thì quan trọng, nhưng mà nếu mà tham gia hết tất cả vào một vòng đai thì rất là nguy hiểm. Cái vị trí của Việt Nam nó khá hơn những cái xứ nhược tiểu khác, là tại vì Việt Nam á, khi nhìn vào những cái hải cảng hình công chữ S á, cái hệ thống xuất cảng nó rất là mạnh. Cái những hải cảng mặc dầu có thể cần cần tân tiến, nhưng mà những cái đường hỏa xa thì dĩ nhiên là cần tối tân hóa. Nhưng mà hiện tại những quốc gia như Nhật Bản đang gọi là khuyến dụ Việt Nam phải dùng họ để mà gọi là đầu tư, có nghĩa rằng những ngân hàng của Nhật Bản, ngay cả Hoa Kỳ đã tung ra 60 tỷ đô la để muốn đầu tư vào cái chương trình infrastructure mỗi năm cho những quốc gia. Việt Nam nên lợi dụng cái đó ít ra để thương lượng một cái gói nào cho nó kinh tế, cho nó thuận lợi cho Việt Nam. Ít nhiều hiện tại Việt Nam đã tham gia, nhưng hy vọng là không có đi một con đường mà không biết lối ra như thế nào. Cái đó là cái điều quan trọng thôi. Dạ vâng, như ông nói thì để mà đối trọng với còn đây con đường của Trung Quốc, các nước như Nhật Bản họ có cái chương trình cơ sở hạ tầng của riêng họ. Thế nhưng nếu như mà giữa Nhật Bản và Trung Quốc mà nếu như cái các nhà thầu Nhật Bản đưa ra cái mức chi phí ngoài tầm với của Việt Nam chẳng hạn, hay là quá không kinh tế so với các nhà đầu tư Trung Quốc, thì Việt Nam có nên lựa chọn cái gói cho vay của Trung Quốc và nhà thầu của Trung Quốc hay không? Dạ vâng, cái đó là cái điểm mà sự khôn khéo và cái khả năng gọi là negotiating, có nghĩa thương lượng với Nhật Bản, nói rằng đây các anh cạnh tranh nhưng các anh mắc hơn thì các anh phải giảm hơn. Cái vấn đề đây đó là ví dụ mình mua một chiếc xe thật tốt mới, hay là một chiếc xe mà biết là trước 5, 10 năm sau này phải sửa chữa. Nó rẻ bây giờ nhưng mà đường dài nó phải sửa chữa hoài, và những cái gọi là hậu quả về môi trường, những cái con số đó cần phải đưa ra một cái con số rất là lớn, vì đó là không phải là free. Cái môi trường hư mà muốn sửa đổi đó, nó rất là tốn kém, chưa kể đến là nhân công không được sử dụng. Nếu nhân công không được sử dụng mà những công ty địa phương không được sử dụng thì kích thích kinh tế ở đâu mà ra. Thành ra những cái điều đó là cần phải nêu ra. Những cái công ty mà đầu tư vào Việt Nam, những cái công trường đó phải, thứ nhất là mướn nhân công Việt Nam, mà không phải mướn giá tồi tệ, mà mướn xong rồi phải training, đưa cái khả năng sản xuất cao lên, đưa cái đời sống dân chúng sao hơn, là bảo vệ cái con đường gọi là môi trường cho nó vững chắc. Đó là những cái điều rất nhiều, chứ không thể ký một cái agreement rồi rồi sau đó là ai muốn làm gì làm. Đó là cái điều mà mình nên tránh thôi. Dạ vâng, như chúng ta đã biết thời gian gần đây đó thì Việt Nam, chính phủ Việt Nam đang có ý định là xây cái tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam nối Hà Nội với Sài Gòn để mà thúc đẩy kinh tế đất nước, thì cũng có nhiều bàn thảo thì là muốn lựa chọn cái nhà đầu tư Trung Quốc làm cho cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam này. Thì nếu mà làm được đó thì chắc chắn thì đây sẽ là một cái dự án quan trọng trong cái vành đai con đường. Thì thưa ông, ở đây có một khán giả hỏi là Trần Bảo Khánh hỏi đó, nếu mà đường cao tốc Bắc Nam mà Việt Nam muốn giao Trung Quốc làm đó thì có phải là đưa doanh nghiệp Trung Quốc vào và ảnh hưởng đến Việt Nam hay không ạ? Dạ, thì chắc chắn rồi, cái cao tốc đó thì là có phần nhiều là không có đưa những cái hàng hóa mà nặng, như là những cái import export, những đường dây xe lửa, mà những cái cargo đó nó không có đi chương trình cao tốc đó, là phần nhiều dân chúng họ di chuyển trên cao tốc đó. Cái vấn đề là đường đường ray xe lửa từ Trung Quốc vào Hà Nội và vào trong Việt Nam nó đã có, và những cái cập cảng qua đường bộ cũng như đường hỏa xa nó cũng có. Còn đường cao tốc thì phần nhiều là dân chúng xài nhiều hơn, chắc chắn là có điều đó.
mà mình cũng không thể nên coi thường là cái hệ thống xây đường hỏa xa cao tốc của Trung Quốc, cái kỹ nghệ họ rất là cao. Họ đã gọi là vay mượn những technology của ngoại quốc và họ đã xây những cái đường cao tốc. Họ đưa ra những cái gói béo mỡ rẻ hơn những quốc gia khác. Nhưng mà cái quan trọng đây mình phải hiểu trên phương diện kinh tế, khi xây một cái con đường đó không phải chỉ thấy cái gói thầu đấu thầu cái nào rẻ, một cái 8 8 đô, một cái 10 đô, không phải là chọn giữa con số đó không, mà là công nhân của quốc gia nào làm, công ty nào làm, bảo đảm môi trường như thế nào và nâng cao cái skill của người như thế nào, và những cái công ty đấu thầu đó phải được minh bạch, không có sự tham gia của chính phủ của Trung Quốc, và đấu thầu một cách công minh, thì đó là những cái điều mà cần phải làm thôi. Dạ vâng, nhưng đây tôi cũng nhắc đến một cái chuyện là mấy đây cách đây mấy ngày đó thì một cái ông Trương Gia Bình, đó là một ông doanh nghiệp nổi tiếng trong nước của Việt Nam đó, thì ổng có nói là nếu mà như giao đường cao tốc Trung Quốc làm thì phải làm đến 30 năm, nhưng mà nếu mà giao tin tưởng các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp trong nước làm thì chỉ làm mất có thời gian có 10 năm thôi. Thì ông thấy là vấn đề là nếu mà không giao cho người Trung Quốc mà giao doanh nghiệp trong nước làm thì có khả thi hay không, và có liệu đủ trình độ để mà làm đường sắt cao tốc trong vòng 10 năm hay không, thưa ông? Dạ vâng, thưa, đó là một cái phương diện kỹ nghệ mà rất là high tech mà tôi không có cái khả năng để nói, nhưng mà tôi mặc dầu tôi thà là tôi giao cho một cái công ty mà chuyên về cao tốc như là Nhật Bản hay là những cái quốc gia mà họ đã có cái kinh nghiệm rất lớn, cái skill labor. Việt Nam mặc dầu rất tài giỏi nhưng mà về cái khả năng xây đường cao tốc tôi chưa chắc là nghĩ rằng có thể cạnh tranh được Trung Quốc. Trung Quốc họ đã làm chương trình cao tốc rất nhiều mà lại có sự tài trợ. Thành ra tôi nghĩ rằng cái sự cạnh tranh đây cần phải nhìn lan rộng hơn, không phải là Việt Nam so với Trung Quốc, mà ngay cả những xứ như Nam Hàn, những xứ như là Nhật Bản có thể đầu tư vào một cái project như vậy. Nó vĩ đại lắm, nó phải gọi là thứ nhất là cái hệ thống bảo trì nó phải rẻ, nó cái có nghĩa là cái đường xá không bị hư, xe lửa nó không bị va chạm, nó không bị tai nạn, và cái vận tốc và vận chuyển nó phải cao. Chỉ có kinh nghiệm và bao nhiêu năm technology mà hiện tại Trung Quốc cái khả năng họ về cái phương diện này họ cao hơn Việt Nam, nhưng mà họ còn thua rất xa những quốc gia khác trên phương diện này thôi. À, dạ vâng, à, thì nói nhân tiện nói với đường sắt cao tốc mà Việt Nam rất cần nữa, thì trên thế giới chúng ta biết là có những nước đã có công nghệ đường sắt cao tốc rất từ rất là sớm, như là Nhật Bản hay là như Pháp hay là như Đức, bây giờ có thêm Trung Quốc. Vậy thì nếu như Việt Nam quyết tâm làm đường sắt cao tốc đó, thì theo ông lời khuyên của ông thì Việt Nam nên dùng công nghệ của nước nào và mời nhà đầu tư nào đến để mà xây đường sắt cao tốc cho Việt Nam ạ? Dạ vâng. Thì mình nhìn vào chung quy đi, Hoa Kỳ là một cái xứ gọi là kinh tế cường quốc trên thế giới. Đường xá cao tốc có bao nhiêu có, thật sự không có bao nhiêu cả. Đường rầy xe lửa theo kiểu cũ, nhưng mà vận chuyển bằng bằng đường hỏa xa rất là mạnh, xe cộ di chuyển và hệ thống infrastructure rất mạnh. Không phải là họ có cao tốc thì mình cũng còn phải có cao tốc. Mình phải nhìn vào cái GDP Việt Nam hiện tại đó là chỉ có 241 tỷ đô la mà thiếu nợ đã gần gấp 3 lần, gấp 2, gấp 3 lần cái GDP, chưa kể đến cái nợ công, nợ tư, nợ bán chính thức. Thì xây cái cao tốc đó có, thứ nhất là có cần thiết hay không, thứ nhì nữa là xây cao tốc đó quốc gia nào được hưởng lợi, và xây cao tốc đó với cái phẩm như thế nào. Đó là những cái công trình mà những cái nghiên cứu mà một nhà kinh tế gia, với cá nhân tôi khi tôi nhìn lại không phải là ai có mình cũng phải có. Cái quan trọng đây là tôn chỉ quốc gia, điểm nào quan trọng nhất cho Việt Nam hiện tại, có phải là đường cao tốc hay là hệ thống hải cảng hay là đường hệ thống xa lộ để di chuyển hàng hóa, để chi, để đầu tư, kêu gọi những cái xứ ngoại quốc vào đầu tư FDI. Cao tốc có phải là một yếu tố mà khiến cho khuyến dụ những quốc gia khác vào đầu tư hay không? Chưa chắc là khó. Hoa Kỳ là một cái mình gọi là cái bằng chứng điển hình, hệ thống cao tốc không có. Dạ vâng, ở đây có một câu hỏi của khán giả Trần Đại Minh hỏi rằng đó, nhờ giáo sư tư vấn giúp là một vành đai một con đường có phải là giúp tạo điều kiện cho thương mại tự do hay không? Trên nguyên tắc kinh tế thì đúng như vậy thôi anh. Trên nguyên tắc kinh tế rằng những cái xứ như Pakistan, Myanmar, những cái xứ ngay cả Saudi Arabia họ cảm thấy như cô lập.
ngay cả Việt Nam, Nhật Bản, Nam Hàn, họ cảm thấy rằng một cái mình hãy nhìn một vành đai, một con đường đó giống như là thân thể con người. Mà nếu mà thân thể con người đó mà chỉ có thêm trời sinh ra có bao nhiêu cái mạch máu, nó rất là tốt, nó đã bao nhiêu một vành đai con đường chứ không phải một cái nữa. Khi máu lưu chuyển thì ngục phủ lỗ tạng đó rất là tốt, thì trên phương diện kinh tế cũng vậy. Infrastructure trên hỏa xa, bên trên đường xa lộ, trên đường biển, và ngay cả xây cất những cái công ty về năng lực và điện lực và thủy điện nữa, nó là trong cái bao gồm cái gói đó, nó giúp cho nền kinh tế theo nguyên tắc đúng, nhưng mà đúng phải tùy thuộc vào quốc gia đó hiện tại đang cần cái gì, có cần đường cao tốc hay không, có cần để mà thêm cái gói nợ mà khi hiện tại cái gói nợ không trả chỉ vì cái hứa hẹn là sẽ rẻ bành trướng kinh tế. Mình thấy trong cái xứ Sri Lanka là rõ ràng là họ xây ra cái hải cảng mà khi cái kích thích kinh tế nó không xảy ra. Dạ vâng. Ở đây có một khán giả tên là Thiện Nhân đó, có họ bình luận rằng đó thì nếu Trung Quốc làm xong vành đai con đường thì sẽ giúp họ soán ngôi của Mỹ rồi từ đó mới thôn tính tới các nước khác. Vậy thì ông thấy là cái nhận định này có chính xác không? Vâng, thưa đây là một cái bài bánh phế thôi anh. Xóa ngôi của Mỹ, nếu mà cái con đường này thành công, mà con đường này nếu mà thật sự thành công đó là cũng phải 15 năm nữa chứ không phải là bây giờ liền, một sớm một chiều liền. Cái con đường này nó tốn kém đó, hiện tại nó ước tính là 26.000 tỷ, có nghĩa là gần như là gấp đôi cái tổng sản lượng của quốc gia. Mà tổng sản lượng của quốc gia hiện tại Trung Quốc đã vay nợ gấp 3 lần tổng sản lượng quốc gia. Trung Quốc chỉ bỏ ra 1 ngàn tỷ trong 26.000 tỷ, có nghĩa là một cái down payment thôi. Đại đa số những cái gói nợ đó là những quốc gia nhà họ bỏ ra, họ hứng chịu với hy vọng là bành trướng kinh tế, với hy vọng là người dân họ được sử dụng trong con đường xây, trong công trình xây cấp, với hy vọng là công ty được đấu thầu một cách công bằng. Thành ra nếu mà thành công á thì Trung Quốc sẽ trong cái hệ thống 65 quốc gia này sẽ ảnh hưởng 4.4 tỷ người dân, mà thế giới đó hiện tại có 7 tỷ à, 7 tỷ 7 à. Thành ra là có nghĩa là 62% dân số của toàn cầu sẽ nằm trong vòng tay của Trung Quốc. Tập Cận Bình đã nói rằng con đường này sẽ không bắt buộc những quốc gia phải dùng nhân dân tệ, nhưng mà cái con đường đó chỉ cái một sớm một chiều là những quốc gia này sẽ giao thương bằng nhân dân tệ. Nó rất là một cái đối thủ rất lợi hại cho Hoa Kỳ và Âu Châu thôi. Dạ vâng, thời lượng của chúng ta đã hết rồi. Xin chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc đã hôm nay đã đem đến rất nhiều thông tin về vành đai và con đường của Trung Quốc cho quý vị khán giả. Và một lần nữa cảm ơn ông. Hẹn gặp ông lần sau ạ. Dạ vâng, dạ thưa rất hân hạnh, xin kính chào đồng hương trên toàn cầu ạ. Dạ vâng, là xin kính chào quý vị khán giả. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau cũng vào giờ này, thứ sáu 10 giờ rưỡi giờ Việt Nam vào buổi tối. Và một lần nữa xin chào quý vị.